Xin chào mọi người, hôm nay tiếp tục là những cái quay sẽ quay những cái món ăn nhà Quân làm nha. Hôm nay nhà quay sang cái món hủ tiếu Nam Giang nha các bạn. Đây là cái nồi nước để luộc thịt nha. Thịt này mua bao nhiêu và cái trọng lượng bao nhiêu mà? Này mua 2 lạng. 2 lạng là 10 ngàn. Rồi còn tôm. Đây là tôm nè các bạn. Tôm này bao nhiêu? Tôm 30 ngàn, bao nhiêu lại? 2 lạng. Còn cái mực thì sao? Mực ống 40 ngàn, 2 lạng rưỡi. Còn hủ tiếu này sao? Hủ tiếu này là 10 ngàn, giá hẹ là 5 ngàn, hủ tiếu là 10 ngàn là 2 lạng. Bây giờ mình sẽ chờ trong dây lát để mình nấu, mình luộc cái sợi này cho nó chín nha các bạn. Bắt cái nồi thêm một cái nồi nước nữa nha các bạn. Cái này để nó nước lèo à? Cái này là nước lèo á. Còn cái nồi nước này là chỉ là luộc thịt thôi nha các bạn. Rồi bây giờ sau khi luộc thịt chưa có chín hẳn đâu, nhưng mà mình phải bỏ qua đây để nó có cái sắc. Còn mấy cái mực này không có sắc đây, nữa đây. Hả? Đây, đây, không. Rồi, để luộc trước rồi. Luộc sắc. Bỏ tôm chung luôn. Chế ăn đồ nội tạng đi, nó cũng không tốt cho đại tràng với gan nha các bạn. Nếu các bạn nào mà ăn gan thì mua thêm gan, còn không thì thôi. Nhưng mà nếu đúng ra thì cái món hủ tiếu Nam Giang này nó có gan thì nó sẽ đúng ha. Và chờ cho giây lát để luộc thêm cái mực với lại tôm này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ hủ tiếu ra nha các bạn. Bỏ chung với lại hủ tiếu nào hay là để riêng? Đây là hẹ hả? Giờ mình sẽ chắc nước lấy tôm này nha các bạn. Giờ mình sẽ xắt nhỏ cái thịt nãy luộc nha các bạn. Thank you.
vừa mới lạnh cho nó mau. Nhìn cái gì đây nè, rất ngon ha, có thịt nè, thơm cái mực. Bây giờ mình sẽ cắt hành cua, hành tím, hành tím vô cái nồi để chúng mình nấu nước lèo cho các bạn. Giờ mình sẽ nêm gia vị vô cái nồi nước lèo này cho các bạn, thêm hành nêm, thêm bột ngọt. Bây giờ chờ một xíu mình sẽ bỏ thêm một tí tôm khô nha các bạn. Mình sẽ bắt cái nồi nước này lên để luộc hủ tiếu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới công đoạn là trụng luộc hủ tiếu nha các bạn. Trụng mình sẽ làm 2 tô rồi, 2 tô đủ rồi, đâu có ăn nhiều đâu. Hủ tiếu này mới mua ngoài chợ nè. Bây giờ sẽ trụng giá với lại hẹ nha các bạn. Ăn trụng nóng cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ hâm nóng lại cái nồi nước lèo cho các gia vị rau nêm vô ha. Giờ thêm hành phi nữa, bỏ chút đầu hành phi nè, cho thêm rau, giá với hẹ hồi nãy mới dùng đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tôm nè, mực nè, với lại thịt. Nó nhìn hấp dẫn ha, 4 con tôm, 5 con tôm. Chờ nước cho lèo nó sôi thì mình chế rồi thôi là xong. Rồi bây giờ múc nước ra. Thêm một chút xíu tiêu nữa là xong rồi nha các bạn. Một chút xíu trang trí thêm hành ngò nữa là ok rồi. Rồi đến đây Quang sẽ kết thúc video và mời các bạn cùng dùng bữa cái món hủ tiếu Nam Vang với gia đình Quang ha. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau và rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi clip này nha.